Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng trên kênh truyền hình VTC14. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, 20 tháng 4 năm 2015 sẽ là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông trong thời gian diễn ra cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng diễn ra trong các ngày 28-29 tháng 4, Công an thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành cấm phương tiện giao thông đi vào trung tâm thành phố, các khu vực trọng điểm. Cụ thể, từ 16 giờ đến khi kết thúc thi bắn pháo hoa các ngày 28-29 tháng 4, cấm các phương tiện ô tô đi vào trung tâm thành phố trên các tuyến Bạch Đằng, Trần Phú, mùng 3 tháng 2, Lê Duẩn, mùng 2 tháng 9, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Công Trứ. Đến hết ngày 29 tháng 4, giao thông sẽ trở lại bình thường. Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe tải khiến 2 người chết và 16 người bị thương tại Đắk Lắk, cho đến hôm nay đã có 10 nạn nhân hồi phục và xuất viện, còn 3 nạn nhân khác bị chấn thương khá nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, vào 3 giờ 45 phút sáng trên quốc lộ 14, xe khách giường nằm của hãng xe Việt Tân Phát lưu thông theo hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Gia Lai. Khi đến xã Cư Né, huyện Krông Bắc thì bất ngờ đâm thẳng vào đuôi xe tải chở gạch đang đậu bên lề đường để kiểm tra lốp. Cú va chạm mạnh khiến xe tải đâm liên tiếp vào đuôi xe tải đỗ gần đó. Vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ, 16 người khác bị thương. Những phản ánh qua đường dây nóng của Tổng cục Đường bộ thời gian qua cho thấy, có tới 90% xe container chạy tuyến Nội Bài, Lào Cai chở hàng đông lạnh quá tải trọng quy định. Trong khi đó, con số xử lý thực tế ngoài hiện trường về tình trạng xe quá tải lại khá khiêm tốn. Theo đại diện Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam, từ khi tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai được đưa vào vận hành, tình trạng xe chở quá tải lưu thông trên tuyến cao tốc này diễn ra khá phổ biến, uy hiếp chất lượng công trình và gây mất an toàn giao thông. Do đó, để tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên tuyến đường này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Cục Quản lý Đường bộ 1 phối hợp với các địa phương kiểm tra xác minh tình trạng trên. Sáng ngày hôm nay 20 tháng 4 đã xảy ra tình trạng ùn tắc hàng giờ kéo dài từ cầu Bình Triệu đến gần công viên Gia Định. Sau đó, dòng xe dồn về đường Phạm Văn Đồng ngày càng nhiều và gây ra cảnh chen lấn, kẹt cứng nối dài hàng cây số, khiến nhiều người mệt mỏi. Đến hơn 9 giờ, lực lượng cảnh sát giao thông mới điều tiết được lượng xe cộ di chuyển theo đúng làn đường. Gần 9 giờ 30 phút, lượng xe cộ đã thông thoáng. Tuy nhiên, các phương tiện vẫn di chuyển rất khó khăn khu vực gần vòng xoay Nguyễn Thái Sơn và trên đường Hoàng Minh Giám. Đây là lần đầu tiên con đường được mệnh danh thoáng và đẹp nhất nội đô Sài Gòn chịu cảnh kẹt xe lâu như vậy.